Xin chào quý anh chị, thì tôi là Nguyễn Đức Trung, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất thủy sản OBS phụ trách khu vực Cam Ranh Khánh Hòa. Thì hôm nay có ghé thăm ao nuôi của chú Tống, khu vực Mỹ Thanh. Thì hôm nay chú là tôm mình được bao nhiêu ngày chú nha? 75 ngày. Dạ 75 ngày. Thì trước đó thì cái giai đoạn nhỏ 1 tháng thì tôm chú có bị sự cố là về gan, về bị phân trắng. Thì để xử lý bằng hơ cua cũng như là bột quanh quy trim, virusid và FBCND. Thì hôm nay là đến thăm tôm của chú. Một hàng cây tôm rất đẹp, xanh hơn. Dạ, đúng đúng to, trong, trong. Tôm sáng, bóng. Yeah. Này về size bao nhiêu chú nhỉ? Khoảng 70, 75. Rất to. Đây là màu nước của chú. Thì 3 ngày trước thì có bị vấn đề về bùng tảo cũng như có tảo giáp, thì chú đã cắt bằng vi sinh cũng như là rửa nước lại bằng detoxin. Giờ nước đang rất là đẹp. Bộ ba quanh quy trim FBCND cũng như là virusid hỗ trợ đường ruột cũng như là điều trị phân lỏng, phân trắng. Đây là hơ cua. Và giai đoạn lớn này chú sử dụng Bufate giúp tăng trọng, tôm phát triển nhanh hơn.